Vâng, thưa quý vị và các bạn, để cho quý vị và các bạn không bỏ lỡ những tin tức nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế, tình hình lũ lụt đang rất nóng hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua tại miền Trung Trung Quốc liên tiếp xảy ra những thảm họa không phải là tự nhiên mà chính là định sẵn ngày tháng của một triều đại sắp tàn. Những điềm lạ đã xuất hiện để cảnh báo trước người Trung Quốc ở gần đây như mưa máu tại hai tỉnh miền Trung Trung Quốc. Dòng sông đỏ lừ như máu, như có điều gì đó rất tồi tệ sẽ đến với người dân Trung Quốc. Và quan trọng nhất là thủy quái núi lửa sạt lở liên tiếp xuất hiện trên dòng sông Dương Tử. Đây là một điềm lạ hiếm có xảy ra của một quốc gia. Mỗi khi những điềm lạ này xuất hiện đều báo hiệu những tai họa chuẩn bị sắp ập tới. Những cơn mưa xối xả liên tục trong hơn một tháng qua đã khiến cho nước dâng cao. Nước lũ đã phá hủy nhiều công trình cổ kính và nhà cửa của người dân. Số người thiệt mạng và mất tích không thể thống kê được. Nếu trong vài ngày tới mưa tiếp tục không dứt sẽ gây ra thảm họa kinh hoàng cho người dân Trung Quốc. Đập Tam Hiệp đặc biệt nhận được sự chú ý của dư luận khi phải chịu sức ép lớn do lượng nước dồn về từ sông Dương Tử. Tình hình mưa lũ năm nay ở Trung Quốc được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng 70 năm trở lại đây. Như quý vị đã biết, có khoảng 600 triệu người sống ở hạ lưu sông Dương Tử, trong đó các vùng thịnh vượng nhất như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải. Nếu đập Tam Hiệp còn đập nằm ở tỉnh Hồ Bắc bị vỡ, hậu quả sẽ xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Theo Nikkei cho biết, các chuyên gia thiết kế Trung Quốc đã tiến hành nhiều thử nghiệm mô phỏng để xem liệu hậu quả sẽ ra sao nếu đập Tam Hiệp bị vỡ. Thử cho thấy, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ thì 39,3 tỷ mét khối nước tràn xuống ngay lập tức, sẽ biến Nghi Xương, Hồ Bắc thành bình địa với khoảng 700.000 người thiệt mạng. Một phần diện tích của các tỉnh Hồ Bắc, Trùng Khánh và Tứ Xuyên sẽ ngập trong đại dương nước ngay sau khi tình trạng vỡ đập, sẽ là tình trạng lở đất nghiêm trọng. Theo các chuyên gia Trung Quốc, dòng lũ từ thượng nguồn đáng lo ngại hơn tất cả với lượng nước tràn ra do vỡ đập. Nước từ thượng nguồn sông Dương Tử liên tục tràn về sẽ san phẳng nhiều tỉnh thành ở hạ nguồn. Thiệt hại về người và vật chất là không thể đong đếm được. Kính thưa quý vị, trước những tin đồn đoán về con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ trong ngày mai, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc mới ra một thông báo để trấn an lòng dân. Theo đó, tại Hoa Nam, buổi sáng thông luận viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc số ra ngày hôm nay có một bài viết mang tựa đề "Tên lửa bắn vào Tam Hiệp chỉ như muỗi đốt inox mà thôi". Nội dung của bài báo này chắc hẳn nghe mới tiêu đề, người ta đã hiểu rằng chẳng cần phải đọc, chính quyền Trung Quốc khẳng định con đập này có sức chịu đựng cực lớn, đến mức tên lửa của các nước bắn vào chỉ như gãi ngứa mà thôi. Và nói rằng với chiều cao 181m và được xây dựng bằng 28 triệu tấn bê tông, 463.000 tấn thép, đập Tam Hiệp được ví như một pháo đài thép khổng lồ. Bởi vậy, những thế lực nào đang có ý định phá hủy Tam Hiệp thì nên dừng ngay những ý nghĩ đó lại, bởi nó chẳng đem lại tác dụng gì mà gây thiệt hại cho bản thân. Những lời tuyên bố trên của chính quyền Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh được cho là con đập Tam Hiệp sắp đến ngày tận số, bởi mực nước trên 250 con sông của Trung Quốc đang dâng lên quá cao, mức báo động đỏ và tiếp tục còn dâng cao trong tháng 9 và tháng 10 tới. Tất cả các hồ chứa của con đập, trong đó có cả đập Tam Hiệp, cũng đều cao quá mức báo động đỏ. Điều này chứng tỏ chính quyền Trung Quốc cố tình chấn an lòng dân mà không chịu chấp nhận một thực tế bẽ bàng. Ngược lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc thay vì đưa con dân của mình đi di tản thì họ lại cho chèn an lòng dân bằng cách lừa dối họ. Theo Taiwan News, chính quyền Trung Quốc nên khẩn cấp đưa 600 triệu người dân của Trung Quốc đến một nơi an toàn, không nên đùa giỡn với tính mạng của 600 triệu người dân như thế. Tờ Taiwan News sau đó đã liệt kê hàng loạt những dẫn chứng cụ thể để khẳng định rằng chính quyền Trung Quốc đang lừa dối dân chúng. Thứ nhất, nếu đập Tam Hiệp kiên cố như vậy, tên lửa bắn vào đập chỉ như một đô thi, chính quyền Trung Quốc đâu cần phải hao tốn một lực lượng quân đội hùng hậu để bảo vệ con đập Tam Hiệp. Lực lượng bảo vệ đập Tam Hiệp theo ước tính của các nhà quân sự, chi phí mỗi năm tiêu tốn khoảng 200 triệu đô la. Số tiền này đã tăng lên thành 300 triệu đô la mỗi năm khi Đài Loan tuyên bố dùng tên lửa tấn công đập Tam Hiệp. Thứ hai, suốt nhiều ngày qua, chính quyền đã liên tục xả nước vì sợ đập Tam Hiệp không chịu nổi sức ép của 42 tỷ khối nước khi vượt đến ngưỡng 175m, mà vấn đề quan trọng nhất là không dám thông báo cho người dân biết về việc xả lũ. Đến khi bị phát hiện rồi mới thông báo là xả lũ, nhưng không dám nói đúng ngày mà chỉ thừa nhận
xả hai cửa xả lũ. Thứ ba, tình hình ảnh vệ tinh của Google đã tố cáo bờ đê Tam Hiệp uốn lượn như một chiếc võng để cảnh báo người dân. Đó là sự thật không thể chối bỏ được. Tại sao Trung Quốc đòi kiện Google khi nói lên sự thật này? Nếu vững chắc thì đâu phải lo sợ, cú cuồng lên như thế. Thứ tư, công ty quản lý thi công đập Tam Hiệp phải thừa nhận ở thời điểm của giai đoạn thi công vì thời gian gấp rút nên đã tiến hành xây dựng nhiều khâu không đúng với kỹ thuật ban đầu đề ra. Điều này đã dẫn tới sự đàn hồi của sắt thép bê tông không đúng tiêu chuẩn, gây nên sự uốn cong của một số đoạn đê mà Google Maps đã chụp được. Những đoạn đê này sẽ không thể chịu được sức ép quá lớn của những của nước như động đất, sạt lở hoặc sóng thần gây ra. Quý vị thân mến, ngay sau khi tờ Taiwan News của Đài Loan đưa tin những nhận xét này, phía Trung Quốc đã có những lời đe dọa đến người đứng đầu của Đài Loan là bà Thái Anh Văn. Người phát ngôn Trung Quốc là ông Cảnh Sản đã tuyên bố rằng Đài Loan nói sao thì nói vẫn là người của Trung Quốc, người đứng đầu của quốc đảo này không nên dung túng cho những luận điệu xuyên tạc nói trên. Một mai Đài Loan và Trung Quốc về một nhà, những tờ báo đại loại như thế này sẽ không được nhà nước Trung Quốc ủng hộ, thay vào đó sẽ bị tẩy chay nếu không muốn nói là không còn được sống. Nếu như cách đây hơn một tháng, nhiều người dân Trung Quốc tin vào chính quyền, tin vào con đập Thiên Ninh Kỷ này là vĩ đại nhất trên hành tinh, đến cả ngàn năm sau không vỡ. Nhưng thực tế, hiện nay đã cho thấy người dân có tin cũng chẳng được. Chỉ riêng 2 tuần qua trong tháng, 2 trận động đất liên tiếp xảy ra trên thượng nguồn đập Tam Hiệp cho xả lũ, người dân ngập chìm trong nước, không có lối thoát để di tản. Tin thảm họa, thủ đô Bắc Kinh tràn ngập châu chấu và nước biến thành máu. Kính thưa quý vị, tại thời điểm trưa ngày hôm qua, trung tâm thành phố Bắc Kinh bỗng tràn ngập châu chấu tứ phương đổ về, làm phi trường Bắc Kinh phải hoãn các chuyến bay vô thời hạn. Hiện nay, theo thông tin chính quyền cho biết, đã có rất nhiều tai nạn xảy ra trên đường cao tốc vì các tài xế tuy có mở đèn nhưng chẳng có tác dụng gì vì ánh sáng không đi xuyên qua con châu chấu, do đó tai nạn là không thể tránh khỏi. Có những xe bị bốc cháy dữ dội vì cú va chạm mạnh, cảnh tượng xe tông nhau liên hoàn trên đường dài cả cây số. Hiện nay các con đường huyết mạch đều bị tắc nghẽn, đường hàng không thì bị hoãn vô thời hạn. Theo như chúng tôi được biết, chính quyền đang huy động quân đội hỗ trợ trực thăng có gắn hệ thống phun thuốc để diệt châu chấu. Tuy nhiên, với số lượng châu chấu dày đặc thì công việc đó chẳng khác nào đem nước đổ biển. Đã có một chiếc trực thăng bị rơi xuống do lượng châu chấu bay vào động cơ làm tắc nghẽn và máy ngừng hoạt động. Hiện nay, theo thông báo của chính quyền các cấp là tất cả phải ở trong nhà, tránh bị ngộ độc và hít phải thuốc xịt của phi đội trực thăng đang làm nhiệm vụ. Thành phố Bắc Kinh đang chìm trong nỗi kinh hoàng như thời của ông Morsi trừng phạt Ai Cập và làm châu chấu rắn rết xuất hiện khắp thành phố và nước biến thành máu. Tuy nhiên, số lượng châu chấu đến giờ vẫn bị nhiễm thuốc rơi xuống là rất nhiều, có con vẫn còn cử động, nhưng khả năng bay là không thể. Đã có nhiều châu chấu bị rơi xuống cốc nước làm hệ thống nước thải bị tê liệt và hiện tượng nước sình phun lên từ cống làm bốc mùi hôi thối cực đỉnh. Qua một thời gian thì sắc của các con châu chấu ngấm nước, ngấm hóa chất nên phản ứng hóa học và chuyển hóa ra màu đỏ. Hiện tại, chính quyền rất bế tắc trong tình huống xử lý vì các hệ thống nước đều xảy ra một màu đỏ, mùi tanh, máu. Trong năm nay, Trung Quốc đã phải gánh chịu rất nhiều tai ương như lời nguyền trong vụ Thiên An Môn vì chính quyền Trung Quốc dùng xe tăng chiến đấu với các sinh viên tay không và cuối cùng dùng xe tăng bắn thẳng vào nhóm người biểu tình, rồi dùng xe tăng cán lên người đã bị chết và bị thương, biến quảng trường Thiên An Môn thành sông máu, bao oan hồn không siêu thoát được. Sau đó, hiện tượng châu chấu và nước máu là do ứng nghiệm mà ra. Ngoài mưa nước, người ta còn ghi nhận rất nhiều hiện tượng dị thường khác như mưa ếch, mưa cá, thậm chí là mưa máu. Thời tiết có thể rất thất thường, nhưng chúng ta luôn kỳ vọng nó rơi vào một trong số những khả năng nào đó. Nhưng đôi lúc mọi sự trở nên khá huyền ảo. Trên thế giới có một số hiện tượng thời tiết rất kỳ lạ của chúng ta. Mưa máu là một trong các ví dụ. Sau đây là một số hiện tượng thời tiết kỳ dị từng được ghi nhận trong lịch sử mưa máu. Hiện tượng này có thể làm dấy lên nhiều nỗi e ngại. Mưa máu phổ biến đến mức hẳn có một trang wiki cho riêng mình. Trường hợp điển hình nhất là vào năm 2001, khi một cơn mưa máu đổ xuống bang Kerala của Ấn Độ. Nếu bạn lo sợ rằng cơn mưa này mang theo dịch bệnh của người Ai Cập cổ đại hay điều này báo hiệu một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, thì bạn có thể bình tĩnh lại. Các nhà khoa học đã chứng minh một loại tảo siêu nhỏ màu đỏ là nguyên nhân đằng sau hiện tượng này.
mưa ếch, mưa chim, mưa cá. Hiện tượng lạ lùng này thường xuất hiện tại nước Anh 1996. Một cơn mưa ếch đã trút xuống thành phố Llandywswain. Sau đó, không lâu sau, năm 1998, nó lại xảy ra ở London. Trong năm 2010, bang Arkansas của nước Mỹ đã phải hứng chịu một trận mưa chim khi xác của những con chim két liên tục rơi xuống trong khu vực rộng khoảng 2 km của thành phố BB. Một điều tương tự xảy ra với một loài chim bồ câu ở Ý. Nhưng điều kỳ lạ nhất là phải kể đến hiện tượng xảy ra ở Honduras. Hàng năm, tháng 6, ngôi làng Dozo lại tổ chức lễ hội có tên là lễ hội mưa cá để đón một cơn mưa bão thường niên, khiến hàng nghìn con cá rơi xuống đường phố. Các nhà khoa học vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về nguyên nhân gây ra những loại mưa động vật này. Chỉ có một giả thuyết đơn giản, đó là như những cơn lốc xoáy đã kéo theo những con vật không may mắn này lên rồi thả chúng xuống một nơi nào đó cách xa hàng km. Hiện tượng Bunado. Hiện tượng này chắc chắn là cơn ác mộng cho những ai đối mặt. Bunado là hiện tượng những cột lốc xoáy cao đến hàng trăm mét được tạo ra bởi những con châu chấu đỏ. Cơn lốc xoáy này không di chuyển với tốc độ cao và gây thiệt hại như những cơn lốc xoáy thông thường, nhưng chúng rất đáng sợ. Các cột lốc xoáy này là các cột khí nhỏ xoay tròn hình thành ở một khu vực trên mặt đất được hâm nóng nhanh hơn khu vực xung quanh. Cơn mưa kỳ lạ. Cơn mưa này đã xảy ra ở thành phố Ophi, nước Mỹ vào năm 1994. Cơn mưa đã trút xuống thành phố này không phải là nước mà là một loại chất keo sền sệt. Một người phụ nữ có tên Sunny cho biết đã rất bối rối vì ngôi nhà của cô dường như là tâm điểm của sự kiện kỳ lạ này. Hiện tượng sao thạch. Hiện tượng sao thạch bắt đầu được ghi tại Scotland thế kỷ 14 khi nhiều người dân nước này tìm thấy lượng nước lớn chất nhờn nhớp nháp trong rừng quanh hiên của họ, thậm chí trong những cây cối của họ. Có những người cho rằng đây là những gì còn sót lại trên mặt đất sau một trận mưa sao băng, nhưng không phải. Học giả John xứ Wendelton thế kỷ 14 từng tuyên bố đây là thuốc bôi trực tiếp điều trị chứng áp xe. Dù thế nào đi chăng nữa, những thứ xuất hiện trên cỏ, thạch và mưa keo ở trên đều có một hình dáng rất kỳ dị. Các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra tuyên bố cụ thể về nguồn gốc của chúng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu có đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.